Năm 2019 đánh dấu một bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên hãng thiết bị nhà bếp Cultured hợp tác nghiên cứu đồng thời với hai tập đoàn hàng đầu thế giới tại Đức và Pháp cho ra mắt bếp từ Inverter thế hệ mới gây tiếng vang trên thị trường, mở rộng thêm thị trường ra mắt chi nhánh chính thức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau thành công của sự kiện, 2020 đánh dấu với sự hợp tác của Cultured cùng hệ thống đại siêu thị Điện Máy Xanh, cùng lời mời hợp tác từ hàng loạt các hệ thống lớn như Lotte, MediaMarkt, Điện Máy Chợ Lớn. Năm 2021, chính thức hợp tác cung cấp sản phẩm vào dự án đại đô thị Vinhome Smart City và Vinhome Ocean Park, đồng thời kết hợp cùng nhà phân phối tổ chức sự kiện dành cho các đại lý tại khu vực Quảng Ninh. Đây cũng là năm Cultured được nhận giải thưởng top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Năm 2022 là một năm đầy biến động, thời điểm được coi là lửa thử vàng, gian nan thử sức đối với các doanh nghiệp. Bằng sự nhạy bén, nhiệt huyết và kiên định, Cultured vẫn không ngừng phát triển và khẳng định bản lĩnh của mình bằng những dấu mốc đáng tự hào. Với tầm nhìn chiến lược trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thiết bị nhà bếp châu Âu, Cultured đã có những bước đi chắc chắn trong năm 2022 và liên tục phát huy được thế mạnh của mình. Đội ngũ nhân sự tăng trưởng hơn 50% so với năm 2021. Nhằm đáp ứng những yêu cầu cao hơn cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển thị trường trong năm 2023, Cultured đã mở rộng quy mô nhà máy và nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo cho việc kinh doanh và hàng hóa luôn được diễn ra một cách hiệu quả. Về phía cạnh hợp tác quốc tế, Cultured cũng đã có những cuộc gặp gỡ quan trọng với các đối tác chiến lược trên thế giới như tập đoàn Eurokera của Pháp, tập đoàn Copresi của Tây Ban Nha, tập đoàn Eagle của Đức, tập đoàn Scotsedan của Đức. Trong năm 2022, Cultured đã phối hợp với các nhà phân phối tổ chức các sự kiện lớn trong khu vực và thu hút được nhiều sự quan tâm của các đối tác, khách hàng, đại lý, từ đó mở rộng thêm thị trường và tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với thương hiệu. Không ngừng phát triển và sáng tạo đáp ứng nhu cầu thị trường, Cultured cho ra mắt các dòng máy rửa bát cao cấp đến từ châu Âu, đến từ công suất lớn từ Hàn Quốc, đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt trong nước và quốc tế. Với thị trường liên tục được mở rộng, năm 2022 cũng là năm Cultured đẩy mạnh việc nhận diện thương hiệu tại các điểm bán và tăng độ nhận diện đối với người tiêu dùng. Ngoài ra, Cultured cũng liên tục tung ra các chương trình marketing hỗ trợ bán hàng cho hệ thống đại lý. Với những thành tựu đã đạt được trong năm 2022 sẽ là những bước đệm vững chắc để Cultured bứt phá và đạt được nhiều thành tựu lớn hơn trong thời gian tới. Đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng, sự uy tín của hãng Cultured trong ngành thiết bị nhà bếp tại thị trường Việt Nam.